Chương 126 Hậu tích bạc phát. Lúc trước hắn nhìn pho tượng này chẳng qua chỉ cảm thấy nó có khí tế, có thể dẫn dắt ra chiến ý hiên ngang, chẳng qua là quá thâm sâu khiến hắn không nói lên đó là cảm giác gì. Nhưng giờ không biết có phải do một năm này hắn liên tục quan sát thủ hộ thú của bốn tòa sơn phong, nên là đắm chìm trong việc bản mệnh chi linh tùy thời có thể đột phá. Mà khi hắn hướng pho tượng kia, lại dùng phương thức như khi quan sát chiến thú, không phải là nhìn pho tượng kia mà nhìn mảnh lân phiến trên người. Miếng lân phiến này nhìn rất bình thường, giống như được khắc lên. Nhưng ánh mắt khi Bạch Tiểu Thuần vừa nhìn thấy nó thì đầu hắn cảm giác bản mệnh chi linh sắp sinh ra, ánh mắt là cuộn trào vô cùng mãnh liệt. Cùng lúc đó hắn nghe thấy tiếng gào thét giống như là tới từ thời viễn cổ. Hắn lại không biết chuyện này có hay không là do ảo giác. Khi hắn đang muốn nhìn thật cẩn thận thì tất cả lại là biến mất trong nháy mắt. Ngay sau đó cảm giác bản mệnh chi linh sắp sinh trong đầu từ từ bình tĩnh. Hô hấp Bạch Tiểu Thần dồn dập đột nhiên tiến tới, trực tiếp khoanh chân ngồi dưới pho tượng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên không trước mắt. Hắn mơ hồ cảm giác một cái màn mà mình cảm nhận trong lúc vô tình không phải ảo giác. Pho tượng kia có cái gì đó cổ quái. Bạch Tiểu Thần thở sâu, nhìn không ngừng một chút vào. Không phải là nhìn tổng thể mà hết sức chăm chú nhìn chăm cho một mảnh có vô số lân phiến bên trong. Nhưng hết lần này tới lần khác, Bạch Tiểu Thuần lại phát hiện mình rất khi là khó ghi nhớ được miếng lân phiến nhìn đơn giản này vào đầu. Đây là một cái tình huống quỷ dị, có thể thấy được lại không nhớ được. Thời gian trôi qua chẳng mấy chốc tới hoàng hôn. Đài tí luyện này nằm rải rác trung tâm bờ bắc, thường xuyên có đệ tử xuất hiện xung quanh. Bọn hắn nhìn Bạch Tiểu Thần ngồi ở đó nhìn chằm chằm pho tượng, tất cả kinh ngạc nhưng cũng không ai dừng mà thu hồi ánh mắt rời đi. Nhưng mà sáng hôm sau, khi những cái tên đệ tử thấy Bạch Tiểu Thần ngày hôm qua đi ngang đài thí luyện, thế mà một lần nữa lại thấy tựa như suốt đêm Bạch Tiểu Thần căn bản là không có rời đi, mà từ đầu tới cuối là duy trì một cái trạng thái như thế, thậm chí còn mắt đỏ ngầu nhìn vào pho tượng khiến người ta càng kinh ngạc. Bạch Tiểu Thần biết hắn chỉ có thể mượn nhờ pho tượng kia để đột phá. Trừ cái đó ra không còn cách khác. Bản mệnh chi linh của Thủy Thạch Quốc Độ, hắn cảm thấy cái gì mình có thể làm thì cũng làm rồi. Quan sát Bách Thú Viện, quan sát tứ đại thủ hộ thú, thậm chí là chiến thú đệ tử bờ bắc, hắn cũng là bí mật quan sát không ít. Nhưng mà bản mệnh chi linh của Thủy Trạch Quốc Độ kia là chưa từng xuất hiện. Nếu như không có một chút dấu hiệu nào thì cũng thôi, có lẽ Bạch Tiểu Thần cũng sẽ không ở đây lãng phí thời gian. Nhưng hết lần này tới lần khác, bản mệnh chi linh là tùy thời có thể sinh ra, giống như là cảm nhận ra nhưng lại không thấy, gần như găng tấc. Hết lần này tới lần khác, tới gần lại xa tận chân trời, các loại cảm giác không trên không dưới làm cho Bạch Tiểu Thần khó chịu. Lúc này hắn rốt cuộc nắm được một cái tia thời cơ, vẫn kiên nhẫn trong tiếng cách quán lập tức bạo phát, giống như là chấp nhất khi luyện dược. Bây giờ Bạch Tiểu Thuần ngồi trước mặt pho tượng, bắt đầu một dạng chấp nhất. Dù là một đêm trôi qua, dù mắt đỏ, dù không có xuất hiện hiện tượng giống hôm qua lần hai, nhưng Bạch Tiểu Thuần không từ bỏ. Thậm chí hắn mơ hồ cảm giác mãnh liệt rằng nếu như mà lần này mà từ bỏ, vậy thì Thủy Trạch Quốc Độ có lẽ cả đời này không thể sinh ra bản mệnh chi linh. Mà lần cơ hội này nếu như hắn nắm được, thì vậy bản mệnh chi linh của Thủy Trạch Quốc Độ phá kén mà ra. Ta không tin. Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái, một lần nữa bắt đầu ngóng nhìn tỉ mỉ quan sát mảnh lân giáp không ngừng phát họa trong đầu. Thậm chí hắn đã đặt mình vào trạng thái vô thức, phòng bế thính giác, khứu giác, các giác quan, toàn bộ lực chú ý là đặt trong mắt. Thời gian ngày qua ngày, khi mà sáng sớm ngày thứ tư phủ xuống, rất nhiều đệ tử bờ bắc bị Bạch Tiểu Thuần nơi đây làm cho giật mình, dần dần bắt đầu cả đám bàn luận. Bạch Tiểu Thuần ở dưới pho tượng bên thí luyện đài đã 4 ngày. Hắn đang làm gì? Quan sát pho tượng đài thí luyện. Cái pho tượng đài thí luyện kia hoàn toàn chính xác rất kỳ dị. Ta nghe nói rất nhiều người đã từng quan sát qua muốn thu hoạch chút gì, nhưng cho tới giờ ngoại trừ Quỷ Nha đại sư huynh chưa ai thành công. Khi mà một phần đệ tử bờ bắc đang bàn tán với nhau thì đệ tử nội môn bờ bắc cũng là chú ý tới đây. Không ít người cố ý chạy tới nhìn Bạch Tiểu Thuần, thấy cái trạng thái điên dại kia thì đáy lòng nhẹ thở. Thì ra chỉ là đang quan sát thử ghi nhớ chứ không phải là chân chính minh ngộ. Ta đã nói pho tượng đài thí luyện này dù ẩn chứa bí mật nhưng không phải ai cũng có thể minh ngộ. Ta xem qua chút điển tịch từ khi pho tượng kia được tông môn mang về từ cổ thú Tâm Uyên 4.000 năm trước, sau đó dựng ở đây. Không biết là trường bối có ai minh ngộ ra được không, nhưng trong hàng đệ tử
Trước quỷ nhà hình như không ai minh ngộ được. Pho tượng kia chúng ta đều thử qua, cuối cùng là không thể không từ bỏ. Cái gì cũng không cảm giác ra, trừ khi như quỷ nhà, nhờ quan sát nó tiến vào cảnh giới ngộ định trong truyền thuyết bằng không có nhiều người từng thử. Có người 10 ngày, có người 15, tối đa 20 ngày thân thể suy kiệt mà hôn mê. Bắc Hàn Liệt cùng Công Tôn huynh muội còn có cả Từ Tung không ít thiên kiều nội môn, lúc này nhận ra Bạch Tuần chỉ là quan sát không phải ngộ định, đáy lòng nhẹ thở. Thậm chí bốn vị trưởng tọa tứ phong là chú ý tới Bạch Tiểu Thuần dưới pho tượng lộ trở mong. Không biết Bạch Tiểu Thuần này có thể giống quỷ nhà hay không, có thể thu hoạch được gì trên pho tượng kia. Điều này cần cơ duyên, ngộ tính và cố gắng, thiếu một chút cũng không được. Giống như trường làng loạn vẽ, có người nhìn vào thì đấy là loạn, có người nhìn vào không có trật tự, mà một số người mơ hồ thấy những hình ảnh dưới đống lộn xộn cũng rất ít người nhìn thấy. Khác tất cả mọi người, Bạch Tiểu Thần thực sự đang quan sát mà không phải chân chính ngộ định. Cặp mắt hắn tràn đầy tơ máu, mạnh lân phiến trong mắt hắn tựa như là phóng đại vô số lần, thay thế toàn bộ thế giới. Dường như hắn thấy được nhầm ảnh lân phiến này làm cái mảnh thiên địa thấy được vô số phủ dù tồn tại. Những thứ kia là cái gì hắn không nói ra được, thậm chí có thể là do ảo giác gây hoa mắt. Nhưng Bạch Tiểu Thần không thèm để ý đến những thứ này. Ý nghĩ duy nhất của hắn chính là nhớ kỹ hình dạng miếng lân phiến này vào đầu, phác họa ra nó. Hắn không biết mình đã thử bao lần, có lẽ 1000, có lẽ 10000, hoặc có lẽ là nhiều hơn, thậm chí tinh thần. Toàn thân hắn là chậm rãi suy kiệt nhưng vẫn thất bại. Mà thời gian từ từ trôi qua, ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7 cho tới khi 10 ngày đi qua, tự như quan sát pho tượng kia làm cho nguyên khí tiêu hao rất lớn. Thân thể Bạch Tiểu Thuần là khô héo đi mất một vòng, nhưng vẫn là kiên trì như trước. Dần dần khi 19 ngày trôi qua, đám người Bắc Hàn Liệt cũng là triệt để yên lòng. Bọn họ nhìn ra trạng thái Bạch Tiểu Thần nhiều nhất là kiên trì thêm được một ngày vì nguyên khí suy yếu mà hôn mê. Trước kia quỷ nhà là dùng thời gian 15 ngày, cuối cùng bước vào được trong cảnh giới ngộ định truyền thuyết. Ngộ định 27 ngày thì thức tỉnh. Quỷ dạ hành quán đạt tới tiểu thành cũng liên quan cực lớn tới ngộ định lần kia. Bạch Tiểu Thần lần này là tiêu hao 19 ngày chưa ngộ định, bất luận thu vị quán thế nào xét trên điểm này là không bằng quỷ nha. Pho tượng kia rất thần bí khó lường, trước đó rất nhiều người thử qua, nếu lần đầu tiên không thành thì những lần sau càng khó. Ngày mai là hắn sẽ hôn mê, cho dù sau khi tỉnh dậy có bổ sung nguyên khí trở lại cũng không còn cơ hội. Chẳng những đám Bắc Hàn Liệt cho là vậy, ngay cả tứ đại trưởng tọa nhìn nhau mà thở dài cảm thấy đáng tiếc. Thời gian dần qua, Bạch Tiểu Thần đã quan sát pho tượng được 19 ngày, mặt trời đã lặn. Khi ánh nắng ban mai ngày thứ 20 rơi xuống, hầu hết mọi người cho rằng Bạch Tiểu Thần hôn mê, thì dưới ánh mắt bọn hắn dần dần hiện lên vẻ không tưởng tượng kinh hồ. Ngày 20 đi qua, Bạch Tiểu Thần cứ thế mà không hôn mê, mà thân hình chỉ khô héo đi thêm một vòng, nhưng là kiên trì. Ngày 21, 22, 23, thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều người giật mình, cho tới khi ngày thứ 30 trôi qua thì tứ đại trưởng tọa cũng rung động. Bạch Tiểu Thuần này nguyên khí nồng đậm vậy mà đã đến tình trạng này. Đệ tử bình thường nhiều nhất là 10 ngày, đệ tử luyện thể nhiều nhất 15 ngày, xem như thiên kiêu quỷ nha nhiều nhất được 20 ngày. Nếu như không thể tiến vào cảnh giới ngộ định là tổn thương nguyên khí mà hôn mê. Nhưng Bạch Tiểu Thuần này hắn kiên trì lâu tới vậy. Nhưng điều này làm được cái gì, dù lâu hơn nếu như vô pháp ngộ định cũng là công dã trang. Đám Bắc Hàn Liệt cũng kinh hãi, giờ phút này bọn hắn xem như là chân chính minh bạch lực lượng thân thể Bạch Tiểu Thuần đạt đến trình độ gì. Nhưng lòng bọn hắn cũng có cảm thán, dù sao cũng không thể ngộ định thì thời gian dài bao nhiêu cũng là vô dụng. Rất nhanh lại qua 10 ngày, Bạch Tiểu Thần còn đang đắm chìm như trước, đầu của hắn đã không biết bao lần thử phác họa mạch lần phiến. Có lẽ là 5 vạn lần, có lẽ là 10 vạn lần hoặc nhiều hơn nhưng vẫn thất bại. Cho tới ngày thứ 50, ngày thứ 60 đi qua, vô số người bị Bạch Tiểu Thần làm rung động. Bắn không thể tin được nguyên khí Bạch Tiểu Thần đến cùng sâu bao nhiêu. Loại kiên trì này vượt qua sự tưởng tượng của họ, nếu như không có đầy đủ lực lượng thân thể nhất định làm không được. Rốt cuộc vào ngày thứ 70, thân hình Bạch Tiểu Thần dù nên rõ ràng là gầy đi, tựa như nguyên khí cùng nhục thần đến cực hạn. Hắn ở chỗ này sớm bị mọi người chú ý, khi thân hình hắn run rẩy lập tức đưa tới sự chú ý nhiều người. Phải kết thúc trong mấy ngày này, hắn nhất định phải hôn mê. Không có ngộ định, cuối cùng là công dã tràng. Nhưng khi phần lớn mọi người đều đoán thế thì trong nháy mắt vào hoàng hôn ngày thứ 70, khi ánh mặt trời lơi xa chiếu xuống hào quang khiến cho chân trời trỏ ra màu da cam thì hai mắt Bạch Tiểu Thuần bỗng lộ ra mờ mịt. Ngay lúc mờ mịt này, hai mắt hắn chậm rãi khép kín, nháy mắt đóng lại đầu hắn, một mảnh lân phiến hoàn chỉnh
vô số lần nếm thử rốt cuộc là phát họa ra. Nháy mắt khi mảnh lần phiến xuất hiện, não hải bạch tiểu thần truyền tới tiếng oanh mình như sấm. Hắn hít một hơi khí tức biến mất trong nháy mắt, giống như chỉ còn lại thể xác bước vào cảnh giới ngô định trong truyền thuyết. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ đám người chú ý nơi đây, hai mắt co rụt thực sự bất ngờ khiến người ta khó tin tưởng. Bạch tiểu thần bước vào ngộ định không phải trùng hợp, càng không phải định trước, mà là do cố gắng bản thân. Hắn có được cơ duyên đản sinh do bản mệnh chi linh thủy trạch quốc độ có được ngộ tính nhất định, mà quan trọng hơn là cố gắng bỏ qua vượt tất cả mọi người. Ngộ tính của hắn không bằng quỷ nha, nhưng hắn bỏ ra thời gian nhiều hơn quỷ nha gấp 5 lần. Sở dĩ hắn có được lượng thời gian này là bởi vì nhục thân và nguyên khí mênh mông quán. Mà sở dĩ nhục thân và nguyên khí của hắn cường hãn là bởi vì hắn tu hành bất tử trường sinh công trong những năm này cố gắng và tích lũy. Tất cả điều này mới là nguyên nhân lớn nhất hắn có thể bước vào ngộ định. Chương 127 Hồn phù hư vô. Ngộ định là loại cảnh giới, hay nói chính xác hơn là loại trạng thái giống như hồn dung thiên địa, tồn tại cùng với thế giới. Đi cả ngộ quy luật thiên địa, mình ngộ pháp tắc vạn vật, cho dù là phàm nhân cũng có khả năng trong lúc tình cờ ngộ định. Tuy nhiên tỷ lệ là vô cùng nhỏ nhoi, nhưng không thể nói là không có, chỉ là hầu như không tồn tại. Thậm chí tu sĩ ngừng khi muốn ngộ định là điều gian nan. Ngẫu nhiên xuất hiện một người làm cho vô số người khác rung động. Chỉ có những vị đại năng có tu vị cao thâm kia mới ngẫu nhiên chìm đắm ngộ định. Di minh ngộ biến thiên địa, đi cả ngộ thương khung đại đạo. Linh Khê Tông suốt ngàn năm qua ở trong hàng đệ tử chỉ hai người bước vào ngộ định. Một là quỷ nha thiền tử của gã đích là kinh diễm tuyệt luân, sợ rằng ngay cả thượng quan tiền hữu cũng kém. Mà người khác chính là trước mắt cố gắng 70 ngày ở dưới pho tượng Bạch Tiểu Thuần. Giờ phút này tất cả đệ tử bờ bắc bốn phía trợn mắt há mồm, truyền ra thanh âm xôn xao khó tin. Bạch Tiểu Thuần, hắn ngộ định. Tiếp theo quỷ nhà đại sư huynh, hắn là người thứ hai ngộ định. Hừ, ngộ định của hắn sao so sánh được quỷ nhà sư huynh? Quỷ nhà đại sư huynh chỉ cần dùng 15 ngày, mà Bạch Tiểu Thuần là dùng tới 70 ngày. Không thể nói như vậy, cho dù là có nói cho ta chỉ cần kiên trì 70 ngày là có thể ngộ định, chúng ta là vô pháp kiên trì 70 ngày. Đây là cố gắng bản thân Bạch Tiểu Thuần. Trong đám người có kinh hồ có phức tạp, còn lại một số không cam, vẻ ghen ghét lộ trên mặt, hơn nữa là tràn ngập khinh bỉ. Nhưng vô luận là thế nào thì tuyệt đại đa số đệ tử cảm nhận sự kiên trì và cố gắng của Bạch Tiểu Thuần, vô cùng hâm mộ trước kiên định của Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó, ở trên bầu trời sáu đạo cầu vồng nháy mắt gạo thét bay tới. Người nhanh nhất không phải tứ đại trưởng tọa bờ bắc mà là bờ nam Lý Thanh Hậu. Hiển nhiên y sớm nhìn chằm chằm nơi đây. Giờ phút này gần như nháy mắt khi Bạch Tiểu Thuần bước vào ngộ định, thân ảnh y đột nhiên xuất hiện, tay phải lưng lên hướng về thí luyện đài một cái, lập tức là một màn nháy mắt buông xuống, đem Bạch Tiểu Thuần bao phủ bên trong khiến người ngoài không cách nào bước vào nơi đây mảy may. Cũng vào lúc này tứ đại trưởng tọa cùng trưởng môn Trịnh Viễn Đồng vừa tới, phong tỏa tứ phương đài thí luyện. Trước khi Bạch Tiểu Thuần chưa thức tỉnh, nơi đây không được mở. Bà lão Diền Vĩ Phong nhìn qua Lý Thanh Hậu, đảo mắt nhìn tứ phía đè xuống sự kinh ngạc trong lòng với Bạch Tiểu Thuần có thể ngộ định, trầm giọng: bất kỳ người nào quấy rầy Bạch Tiểu Thuần ngộ định liệt vào tội phản tông mà xử lý. Chấp phát đường rất nhanh tới thủ hộ nơi đây. Trịnh Viễn Đồng đột ngột ngắt lời, truyền ra thanh âm vàng tứ phía. Đám đệ tử ngoại môn nơi đây sau khi nghe được là rối rít cúi đầu hướng về phía sáu người trên bầu trời mà bái kiến. Rất nhanh có khoảng hơn 10 đệ tử chấp pháp đường điều động đi đến cạnh pho tượng, khoanh chân ngồi tứ phía, đem Bạch Tiểu Thuần bao phủ bên trong hộ pháp choán. Cùng ở trong thời điểm này, sự tình Bạch Tiểu Thuần bước vào ngộ định rốt cuộc là từ trong miệng những đệ tử ngoại môn truyền ra, dần dần cả bờ bắc đều biết.
Đám Bắc Hàn Liệt giật mình, dồn dập đi khỏi động phủ chạy tới đây. Từ xa bọn hắn thấy được Bạch Tiểu Thần đang được chấp pháp đường bảo vệ, lòng mỗi người nào nói không lên lời suy nghĩ gì. Hắn thế mà Ngô Định 70 ngày kiên trì suốt 70 ngày. Chẳng lẽ chênh lệch giữa chúng ta và hắn lớn như vậy? Ta không phục. Bắc Hàn Liệt cùng Tôn Huỳnh Bụi còn có Từ Tung, những kẻ thiền kiều lội môn khác, giờ phút này trong lòng mỗi người rất phức tạp. Giữa không trung, tứ đại trưởng tọa bờ bắc lại riêng phần mình quan sát Bạch Tiểu Thần ngồi nhắm mắt lâm vào trạng thái ngộ định, khí tức toàn thân hoàn toàn biến mất mà thi nhau cảm thán. Nghĩ không tới hắn thực sự thành công. Cái này tích lũy quá sâu, thành công của hắn không phải ngẫu nhiên. Không biết hắn có thể ngộ định được mấy ngày. Lần ấy quỷ nhà ngộ định là 27 ngày. Khi bốn vị trưởng tọa cảm thán thì Trịnh Viễn Đồng mắt lộ chờ mong, cười ha hả một tiếng, cảm thấy mình thay sư tôn nhận người sư đệ Bạch Tiểu Thần này, sư tôn hẳn hài lòng. Trên mặt Lý Thanh Hậu cũng mang theo nụ cười, mắt tán thưởng lại có vui mừng. Dù sao nơi đây cũng là Linh Khê Tông, có chấp pháp đường, có trận pháp vòng hộ do Lý Thanh Hậu tự mình bố trí. Trừ khi cường giả kim đan tiến tới, bằng không không có khả năng oanh mở vòng hộ trong thời gian ngắn mà quấy nhiễu Bạch Tiểu Thần ngộ định. Mà nếu như cường giả kim đan thực dám xuất hiện, như vậy thì ở Linh Khê Tông chắc hẳn sẽ phải chết không nghi ngờ. Sáu người đương nhiên là yên tâm, sau khi nhìn một lúc mới là tự mình rời đi. Đệ tử bờ bắc ở bốn phía cảm khái, ánh mắt rơi trên người Lý, trên người Bạch Tiểu Thuần đang được chấp pháp đường bảo vệ, đáy lòng thì suy đoán xem Bạch Tiểu Thuần tới cùng là có thể kiên trì được bao nhiêu lâu. Dùng thời gian gấp 5 lần thành công bước vào ngộ định, tôi đoán thời gian hắn ngộ định có lẽ chỉ bằng hai thành quỷ nha sư huynh, cũng chỉ được 5-6 ngày, không nhiều hơn 7 ngày. Trong đám người có tiếng hử lạnh, bờ bắc quá nhiều người mà Bạch Tiểu Thuần lại là kẻ thua bờ bắc. Tuy lúc trước có người đối với sự cường hãn của hắn kính trọng, nhưng không ít người từ đáy lòng là tồn tại địch ý, thậm chí có vài kẻ ghen ghét. Thời gian trôi qua rất nhanh, là trôi qua 3 ngày. 3 ngày qua, Bạch Tiểu Thuần không nhúc nhích, nhưng cơ thể hắn là không tiếp tục tiêu hao nguyên khí, thậm chí còn là từ từ khôi phục. Duy chỉ có khí tức trên người hắn kể từ giây phút bắt đầu ngộ định là biến mất không thấy gì, giống như hồn đã không còn ở cơ thể mà dung nhập vào trời đất, đi vào trong hư vô. Và 3 ngày trước, vào cái khoảng khắc mới nhắm mắt lại, vẻ mắt mờ mịt trong mắt hắn là biểu hiện tinh thần. Cả người hắn đích thực mờ mịt, không có khái niệm thời gian, cũng không biết là trôi qua bao lâu. Hắn chỉ nhớ rõ nháy mắt là khi phiến đơn giáp rốt cuộc bị phác họa ở trong đầu, thì pho tượng trước mắt giống như sống lại, mang theo khí tức man hoang. Thân hình nó đứng dậy, dùng vuốt phải đi xé mở một cái thế giới, tựa như thế giới mở ra hư vô. Mấy thức hắn cũng là bị mảnh hư vô này hút đi, xuất hiện trong thế giới hư ảo. Hắn mang theo vẻ mờ mịt, não hải hoàn toàn trống rỗng, đã quên mình là ai, quên mất mình vì sao tới đây, mà chỉ phiêu đãng trong thế giới hư ảo này. Cho tới khi hắn thấy được thế giới hư ảo này, có một cái thần khổng lồ xuất hiện, thân ảnh to lớn hình dung so với nó, Bạch Tiểu Thần cảm thấy dường như mình ngay cả một cái miếng lân phiến nhỏ cũng không bằng. Cái thân ảnh kinh người kia bất ngờ là một con cự thú giống con cá sấu do pho tượng kia ngưng tụ. Nó đang sống lại trong thế giới hư ảo, ngẩng đầu hướng thương khung, hướng về bầu trời, hướng về cái thân ảnh không thấy, giống như một cái sinh mệnh không tồn tại giơ lên móng phải, đột nhiên vỗ một cái, giống như là khai thiên tích địa, tiếng oanh minh ngập trời vang lên uồn uồn. Bạch Tiểu Thần ngơ ngác nhìn cự thú kinh ngạc, nhìn một cái chảo xé phong thương mở ra, não hải ù ù toàn bộ suy nghĩ nghề về một cái đạo chảo này. Thậm chí nếu như lúc này Bạch Tiểu Thần nhớ được mình là ai vậy, hắn lập tức phát hiện một chảo này có mấy phần tương tự lúc quỷ nhà thi triển quỷ dạ hành. Trong lúc Bạch Tiểu Thần đang ở thế giới hư ảo thì bên ngoài thời gian nhanh chóng qua, đã vượt qua thời gian 5-6 ngày mà đa số đệ tử bờ bắc đoán đã đạt đến 10 ngày. 10 ngày này đệ tử bờ bắc đi đến xung quanh đài thí luyện. Nhất là đám đệ tử nội môn, không ít người dứt khoát lựa chọn quanh chân ngồi xuống tứ vía. Nam Bắc Hàn Liệt làm trong số đó. Bọn hắn trợn mắt nhìn Bạch Tiểu Thần ngộ định 10 ngày, là mỗi người là trầm mặc phức tạp, mà so với sự trầm mặc đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn là truyền tới từng trận thanh âm xôn xao. Lại là đạt tới 10 ngày, tuy nhiên muốn vượt qua 27 ngày của quỷ nhà sư huynh là không thể.
Trong khi những người đệ tử ngoại môn kia thi nhau đàm luận thì thời gian tiếp tục qua ngày 11, 12, 13, từ từ là tới 20 ngày, Bờ Bắc hoàn toàn chấn động. Lần này tất cả đệ tử ngoại môn đều bị Bạch Tiểu Thuần làm xung động, tất cả đều là Bạch Tiểu Thuần. Mãnh liệt chú ý tới chỗ này, bọn hắn muốn biết Bạch Tiểu Thuần có thể đạt tới 27 quyển, 27 ngày như quỷ nha không? Tuyệt không có khả năng. Hắn dùng thời gian gấp 5 lần quỷ nha đại sư huynh mới ngộ định có thể thấy được từ chất không bằng quỷ nha đại sư huynh, cho nên hắn tuyệt đối không vượt qua được. Nhưng mà thanh âm như vậy rất nhiều, dù là đệ tử đội môn cũng có một số người cho rằng như thế. Nhưng mà dần dần khi ngày thứ 22, 25 tới, những thanh âm biến mất hóa thành hãi nhiên và rung động trầm mặc. Vào hoàng hôn ngày 26, trong sự rung động của mọi người, giữa không trung đài thí luyện, một đạo trường hồng màu đen bay tới, hóa thành một cái thanh niên mặc áo đen, chính là Quỷ Nha. Gã vốn là bế quan, làm chuẩn bị cuối cùng để cho trúc cơ, nhưng mà lại được đồng môn truyền âm biết sự tình Bạch Tiểu Thuần, đến lúc này mới xuất quan tới xem. Trong hàng đệ tử, chỉ có Bạch Tiểu Thuần mới có thể làm gã chú ý, mà giờ phút này gã xuất hiện ngay lập tức là bị đám đệ tử phía tứ phía nhận ra. Những đệ tử này vô luận là nội môn ngoại môn, từng người lộ kinh sợ, thậm chí là sợ hãi, liên tục ôm quyền bái kiến Quỷ Nha sư huynh. Cho dù là đám Bắc Hàn Liệt cũng thi triển bái kiến, nhưng mà âm thanh này hòa vào nhau quanh quần tứ phương, nhưng mà Quỷ Nha là giống như không thấy, ngoảnh mặt nằm ngơ. Trong mắt gã chỉ có người là Bạch Tiểu Thuần. Nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong mắt Quỷ Nha dần lộ ánh sáng kỳ dị. Ta bắt đầu quan sát từ thú chảo sắc bén, sau khi phát quả trong đầu tiến hành ngộ định, cuối cùng bên trong cái thế giới hư ảo, lạc đường đến bên trong một cái thiên kim động của cổ thú, khó mà đi thoát. Đến lúc cuối cùng ngộ định, mình cũng không nhìn thấy cái gì cổ thú kia, phải chăng có biến hóa hay không? Bạch Tiểu Thuần, người cũng đã ngộ định, không biết người có thể đi ra từ một chảo kia hay không? Chương 128 Linh tính. Trong trời đất hư ảo, Bạch Tiểu Thuần và toàn bộ thế giới này đều bị một vuốt con cổ thú đó hoàn toàn xé thành từng mảnh nhỏ. Thức quán dường như là chịu ảnh hưởng, trong óc chuyển ra cảm giác bị nghiền nát. Theo sự nghiền nát này, thời gian dần trôi, xuất hiện là sự tiêu tán. Lúc này Bạch Tiểu Thuần là mờ mịt, chưa phát giác ra rằng một phút kia là để xé mở trời xanh, khiến toàn thân hắn hoàn toàn rung động. Hắn không cách nào nghĩ ra đây là loại lực lượng gì. Theo bản năng trong lòng, hắn rất khát vọng có được loại lực lượng này. Có được lực lượng vô địch khai thiên tích địa này, thậm chí tất cả ý thức hắn cho dù bị nghiền nát và tiêu tán cũng là muốn dùng hết sức lực hấp thu, cảm ngộ. Hết thảy chỉ với mục đích là đạt được lực lượng đó. Càng khát khao như vậy, ý thức hắn càng tiêu tán nhanh. Nhưng lúc tiêu tán mất hai thành, ý thức thân hình của Bạch Tiểu Thuần chấn động. Hắn mơ hồ cảm thấy có gì không đúng. Trong ý thức mơ hồ bỗng nhớ tới một chuyện, trầm mê vào một trào này tựa hồ không phải mục đích của mình khi tới đây. Ý niệm trong đầu càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng ý niệm thay thế khát vọng của hắn đối với lực lượng một trào. Điều này dẫn tới ý thức của hắn bị nghiền nát tiêu tán chậm dừng. Những cái mảnh vỡ bị phá nát từng mảnh nhỏ trước kia trong thời khắc này dường như là nghịch chuyển, một lần nữa gắn kết. Ở bên trong hư ảo, con hùng thú khổng lồ kia xuất hiện lần nữa. Nhưng lúc này nó không dương vuốt, mà đuôi sau lưng nó giống như cây roi quét ngang thiên địa, như là lòng trời lở đất. Một cái quất đuôi này thanh ngầm lộ vang, cứ như là thế giới muốn bạo tạc nổ tung. Lúc này ý thức Bạch Tiểu Thuần đang ở trong thế giới bị thiên băng địa liệt, cho nên ý thức hắn thêm một lần nữa mất phương hướng hút vào. Còn ở bên ngoài, theo bóng đêm phủ xuống ngày thứ 26, từ lúc Bạch Tiểu Thuần ngộ định, thời gian tiếp tục trôi qua ngày 27, từ sáng sớm tới trưa, tới hoàng hôn, tới lửa đêm. Bốn phía chỗ đài thí luyện nơi Bạch Tiểu Thuần ngộ định, rất nhiều đệ tử Bờ Bắc đang tụ tập. Thần sắc từng người đều là biến hóa.
Thế cuối cùng, ai nấy trong họ mở mắt không dám tin. Bác Hàn Liệt cũng tốt, anh em công tôn Hàn Liệt cũng được. Còn Từ Tung, những người thiền kiều nội môn lúc này tinh thần bọn hắn đã nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn vượt qua 27 ngày, vượt qua cả đại sư huynh quỷ Nga. Trời ạ, cái tên Bạch Tiểu Thuần này vậy mà ngộ định tới mức độ như vậy. Hắn có thể ngộ định thêm bao lâu? 30 ngày, 3 năm hay 40? Sau giây phút áp lực và yên tĩnh, rất nhiều người phát ra tiếng kinh hồ kịch liệt xôn xao. Từng người nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, kẻ mà lúc này ngay cả một chút ký tức là không có. Cả đám bọn họ bị lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng sự kinh hãi bọn họ hiển nhiên tới quá sớm. Thời gian tiếp tục qua, ngày thứ 30, 33, 37, tới ngày thứ 40, toàn bộ đệ tử bờ Bắc ngây người. Không chỉ có đám bọn họ ngây người, các trưởng tọa bốn ngọn núi lớn hít thật sâu. Mỗi một ngày tăng thêm, khi đang ngộ định mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Ở trong tình trạng ngộ định đó, một ngày so sánh mấy năm bình thường thậm chí lâu hơn. Quỷ Nha trầm mặc nhưng trong mắt lộ ra hào quang cả kinh. Hắn nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, hắn muốn biết rốt cuộc Bạch Tiểu Thuần thấy cái gì. Hắn nhất định thoát khỏi việc mất phương hướng từ một trào kia. Như vậy kế tiếp hắn thấy cái gì? Bên trong thế giới hư ảo, ý thức Bạch Tiểu Thuần chấn động. Hắn cũng không biết bản thân là mất phương hướng bởi lực lượng, bởi một cái quật đuôi của cổ thú bao lâu. Ý thức hắn tiêu tan cực nhanh, nhưng ý niệm trong đầu dưới sự tình trạng ý thức tiêu tán vẫn là không như trước, không ngừng sinh sôi. Lực lượng cuồng bạo của cái quật đuôi đó đồng dạng không phải mục đích hắn tới. Cái này cũng không phải, hắn thì thào nói nhỏ. Thanh âm này phát ra chỉ trong chớp mắt, ý thức là dừng tan vỡ. Sau khi không còn một chút dấu hiệu tiêu tán, con cổ thú cực lớn đột nhiên mở miệng rộng. Lực lượng lộ ra so với móng vuốt, so với cái quật đuôi càng kinh khủng. Răng của nó cực kỳ sắc bén. Sự sắp xếp hàng răng kia ẩn chứa sát khí ngập trời như muốn hủy diệt hết thảy mọi thứ. Dường như nó có thể cắn xé mọi vật tồn tại. Bị một cái tát này, toàn bộ thế giới trở nên một mảng đen kịt, một lần nữa vỡ tan. Không phải, lực lượng cái tát này giống như trước không phải mục đích mà ta muốn tới. Thanh âm thì thào của Bạch Tiểu Thuần vang vọng quanh quẩn tứ phía càng ngày càng mãnh liệt. Mục đích của ta là quan sát con cổ thú này vì ta muốn đản sinh một bản mệnh chi linh thủy trách quốc độ. Điều ta muốn không phải lực lượng một chảo, một cái quật đuôi, lực lượng hàm răng của cổ thú. Điều ta muốn là đem toàn bộ con cổ thú này cẩn thận quan sát một mực khắc ghi trong óc. Dựa vào đó mở ra bản mệnh chi thủy trách quốc độ. Mà chúng nó cũng không trở thành bộ mạng chi linh của ta mà là dung nhập vào trở thành bộ phận bản mệnh chi linh. Cái này mới là mục đích mà ta muốn đạt được khi mà tới đây. Tiếng nói Bạch Tiểu Thuần không còn thì thào mà như gào thét. Ở thế giới hư ảo mà tiếng nói này oanh oanh nổ ra, không ngừng quét tán tứ phía, thì ý thức hắn đột nhiên cuốn lại hóa thành con đường ánh sáng thẳng tới cự thú đằng xa. Tốc độ nó cực nhanh, thậm chí là dùng từ ngữ hình dung chớp mắt lập tức tới gần con cự thú. Oanh một tiếng nổ vang, ý thức trong một cái chớp mắt hiện ra. Khi mà đụng chạm vào con cự thú là liền sáp nhập vào cơ thể, khuếch tán ra ngoài. Trong đầu Bạch Tiểu Thuần kịch liệt cuồn cuộn, hắn có cảm giác mãnh liệt rằng bản thân hắn bây giờ dường như biến thành đầu cự thú. Trong quá trình biến thành đầu cự thú, hắn thực sự lý giải nghiên cứu con cự thú này. Hắn cũng không dùng phương thức cụ thể, điều này có thể ví như quan sát, thậm chí cái này cũng không còn ở mức độ quan sát thực sự nào. Sự cực hạn vượt qua về việc quan sát tỉ mỉ mà đã đến trình độ nhất thể tương liên không thể tách rời. Tinh thần ý thức Bạch Tiểu Thuần cấp tốc lưu chuyển, không ngừng dung nhập vào toàn thân cổ thú, lý giải, phân tích, nắm bắt, quan sát và khống chế. Bắt đầu từ huyết nhục, rồi tới lân phiến, tới gai xương, móng vuốt sắc bén, hàm răng, cốt cách, thậm chí là nội tạng, Bạch Tiểu Thuần không có khái niệm thời gian. Hắn dùng tất cả ý thức của mình nhanh chóng hiểu rõ triệt để các bộ phận trên người cổ thú. Cho tới khi ý thức Bạch Tiểu Thuần chấn động một cái mạnh, rốt cuộc ý thức tràn ngập toàn bộ thân hình cổ thú. Lúc này hắn tựa như trở thành cổ thú thực sự. Ngửa lên trời gầm giống một tiếng, dường như thế giới là run rẩy. Nhưng cũng ngay lúc đó, các bộ phận trên toàn thân cổ thú vặn vẹo mãnh liệt, huyết nhục dùng một phương thức thần kỳ huyễn hoặc khó hiểu nhanh chóng cải biến, hóa thành một con tàm nhãn hắc ô nha. Thân thể hắc ô nha khổng lồ cấp tốc phi hành trong thế giới hư ảo. Cho cái mắt lộ ra ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần, chớp mắt hắc ô nha lần nữa vặn vẹo hóa thành chim phượng bảy màu, sau đó tiếp tục biến thành cự tích, thậm chí quỷ nhà phong sơn quỷ do ý nghĩ
của Bạch Tiểu Thần cũng có thể hóa ra. Còn chưa chấm dứt, ngay sau đó là ở trong Bách Thú Viện gần ngàn hung thú, chỉ mỗi còn một chớp mắt, toàn bộ theo ý thức Bạch Tiểu Thần không ngừng tiến hóa. Phi hổ, xuyên sơn giáp, cự linh, cự hùng, linh lộc, tất cả những hung thú hắn biết đều là biến hóa ra liên tiếp không ngừng. Kể cả những con hung thú mà Bạch Tiểu Thần vụng trộm quan sát bờ bắc cũng biến thành. Cho tới khi một tiếng nổ lớn vang, những hung thú lại biến mất. Lúc này ý thức Bạch Tiểu Thần hóa thành một cái đoàn sương mù cuồn cuộn không ngừng, tựa như ẩn chứa bên trong đó một cái linh rất khủng bố chuẩn bị sinh ra đời. Đó là bản mệnh chi linh thủy trạch quốc độ của Bạch Tiểu Thuần. Cũng không rõ linh bên trong tới cùng là hình dạng gì, thậm chí ngay cả Bạch Tiểu Thuần cũng không thể nhìn rõ. Tô linh này còn có hình thể chưa hoàn chỉnh. Nhưng mà dù chưa hoàn chỉnh thể, thời khắc này nó là phóng ra khí thế kinh người. Dù nó còn mơ hồ nhưng vẫn thấy một con quái vật khổng lồ trong lớp sương mù. Từng cái đám gai xương kinh thiên động địa, nó còn mang theo một cái uy áp khó diễn tả, theo sương mù cuồn cuộn không ngừng ngừng tụ thành hình. Đúng lúc đó, ý thức Bạch Tiểu Thuần cũng không chống đỡ nổi, bắt đầu tiêu tán nhanh chóng. Một thành, hai thành, ba thành, đảo mắt một cái là tiêu tán năm thành. Theo sự tiêu tán ý thức, toàn bộ thế giới hư ảo bắt đầu run rẩy. Bản mệnh chi linh chuẩn bị sinh ra trong lớp sương mù rõ ràng xuất hiện dấu hiệu tiêu tán. Nhanh một chút, trước khi ý thức của ta tiêu tán, bản mệnh chi linh hãy thức tỉnh. Ý thức tinh thần của Bạch Tiểu Thuần gào rú, sự việc diễn ra quá nhanh. Bốn phía vàng tiếng nổ ngập trời, ý thức hắn tiêu tán càng nhanh. 6 thành, 7 thành, 8 rồi đến 9 thành. Thế giới hư ảo bỗng xuất hiện từng đường nứt bắt đầu vỡ, hóa thành bão gió quét ngang bát phương, đồng thời nó cũng nặng bào phủ lớp sương mù ở nơi này. Trong nháy mắt, lúc ý thức Bạch Tiểu Thuần tiêu tán tới 10 thành, rốt cuộc hắn phát ra tiếng gào thét lo lắng. Oanh, thế giới vỡ tan, nhưng cũng trong khoảng khắc tan vỡ, trong lớp sương mù tiêu tán đi, có một đôi màu đỏ mắt bỗng mở. Bản mệnh chi linh đã tỉnh. Thế giới bên ngoài sau khi Bạch Tiểu Thuần ngộ định vượt 40 ngày còn không ngừng tăng thêm 50, 60 ngày, 70 ngày, 80, 90 và 100 ngày. Trong khoảng thời gian tăng thêm, toàn bộ đệ tử bờ Bắc cảm thấy khủng bố. 100 ngày, hơn 3 tháng, Bạch Tiểu Thuần vẫn tiếp tục hắn ngộ định. Có khi nào hắn chết rồi không? Thật quá dọa người. Cả đời này ta là chưa thấy qua sự tình như vậy. Ngoại môn sợ hãi, nội môn rung động, trong đầu đám người Bắc Hà Liệt như có thiên lôi đang là lổ tung. Việc này chưa chấm dứt tại đây. 110 ngày, 120, cho tới buổi trưa ngày thứ 131, nơi đài Bắc Tý Luyện, thân thể Bạch Tiểu Thuần đột nhiên run bần bật. Cái run đèn khiến mọi người xung quanh lập tức chứng kiến. Sau khi dụi mắt nhìn thấy tất cả chứng kiến, thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, tức các từng tràng tiếng hô vang. Trong chớp mắt, những cái tiếng hô vang quanh quẩn, hai mắt Bạch Tiểu Thuần bỗng mở ra. Chương 129, một cây gai xương. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần đầy bơ mịt, dù ý thức hắn trở về nhưng mà dường như chưa khôi phục từ ngộ định thế giới hư ảo. Lúc này mang theo đầy vẻ mê màng, tựa như thế giới trước mắt lúc này nó mơ hồ. Đám đệ tử chấp pháp đường xung quanh đồng loạt cảm ứng, ngẩng đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần. Lúc này có thêm đệ tử ngoại môn ở đây luôn chú ý động tĩnh, trắng trợn tò mắt không ngừng kinh hô. 130 ngày, hắn dùng thời gian gấp 5 lần quỷ nha sư huynh tiến vào ngộ định. Nhưng mà thời gian ngộ định của hắn là gấp 5 lần thời gian quỷ nha sư huynh. Đám đệ tử ngoại môn bốn phía chợt xôn xao, đồng loạt lấy ngọc giản dùng tốc độ nhanh nhất truyền tin Bạch Tiểu Thuần thức tỉnh ra bên ngoài. Tin tức như cuồng phong quét ngang toàn bộ bờ bắc, mỗi đệ tử khi nghe tin này lòng chấn động lao thẳng tới thí luyện đài. Lúc này thì Bạch Tiểu Thuần đang ngồi dưới pho tượng thí luyện, hai mắt mờ mịt, tay phải nâng lên chậm rãi không tự chủ hướng phía trước vùng nhẹ, trong miệng nỉ non. Thủy trạch. Thanh âm nhỏ tới nỗi ngoại nhân khó mà nghe thấy, nhưng mà thanh âm trong miệng Bạch Tiểu Thuần phát ra như vang vọng tâm thần. Một tiếng ầm vang kinh thiên động địa,
như thiên lôi phủ xuống chuyển ra dữ dội. Ầm ầm ầm. Ba cái tiếng vang như tiếng sấm kinh người truyền tới khiến lòng người chấn động mãnh liệt. Trong tiếng sấm này, một đám hơi nước dày đặc xuất hiện khuếch tán ra xung quanh. 30, 3 trượng, 10 trượng, 20 trượng, 50 trượng, 100 trượng cho tới khi đến 200 trượng. Nhắm mắt, phạm vi 200 trượng xung quanh Bạch Tiêu Thần bị hồi lực vô tận bao phủ, hết thảy cảnh vật bên trong mờ ảo. Đồng thời có lực đẩy mạnh mẽ xuất hiện đầy thẳng thân thể tất cả các đệ tử, kể cả chấp pháp đường đều kinh ngạc há hốc mồm ra khỏi phạm vi. Lực đẩy cực lớn khiến đệ tử trong vòng 200 trượng không có cách gì chống cự, đều phải lùi. Chớp mắt, phạm vi 200 trượng xung quanh Bạch Tiêu Thuần không còn bóng người. Hơi nước mờ ảo dẫn động cả tầng mây bầu trời, lực lượng thiên địa bốn phía như là cải biến tạo thành vòng xoáy khổng lồ, từ từ chuyển động bầu trời. Nhìn cảnh tượng này, tâm thần đệ tử đột nhiên run rẩy, nghĩ tới thời điểm quỷ nhà thi triển quỷ dạ hành cũng là quỷ trào từ trời phủ xuống. Cái bí pháp không phải đệ tử ngừng khí có thể thi triển được, khiến các đệ tử bờ bắc đều tôn kính quỷ nha, đồng thời là đầy sợ hãi với gã. Những cảnh tượng trước mắt khiến họ cảm giác như vậy trên người Bạch Tiêu Thuần còn thêm nhiều hơn hẳn. Trong lúc bọn họ lại hít lấy từng ngụm hơi lạnh, rất đông đệ tử lần lượt có mặt nơi đây, trong đó rất nhiều đệ tử nội môn đám Bắc Càng Liệt Công tôn huynh muội từ tôn cũng có. Thấy vòng xoáy trên trời nhìn về phía Bạch Tiêu Thuần, sắc mặt họ đầy biến hóa. Thủy Trạch Quốc Độ, hắn đã tu thành, chỉ là không biết bản mệnh chi linh là gì. Thân ảnh quỷ nhà xuất hiện ở không trung, đã nhìn Bạch Tiêu Thuần chằm chằm trên ít chợt sừng trong mắt nhưng bị đè nén. Ngay khi từng cái đệ tử còn đang chìm trong rung động thì trường tọa tứ sơn bờ bắc còn có Lý Thanh Hậu xuất hiện, đầy mông ngóng nhìn Bạch Tiêu Thuần bên dưới pho tượng. Lão phù rất mong chờ bản mệnh chi linh của Bạch Tiêu Thuần, chỉ mới thi triển thủy trạch đã là khí thế như vậy, tới cùng đây là gì? Hai mắt Lý Thanh Hậu đầy kinh hỉ. Y nhìn Bạch Tiêu Thuần mới thức tỉnh trong ngộ định, lúc này lòng y đầy chờ mong. Dưới cái ánh mắt đầy mong chờ của mọi người, Bạch Tiêu Thuần chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt như mờ mịt. Tay phải nâng lên dần buông xuống. Quốc độ. Trong nháy mắt, tay phải hắn buông xuống dưới sự ngóng nhìn đến nín thở của người xung quanh. Một cái khí tức không miêu tả được từ thể nội Bạch Tiêu Thuần tràn ra, trong chớp mắt bao phủ tám hướng. Trong vòng 200 trượng, toàn bộ cảnh vật bên trong mờ ảo không thấy rõ, chỉ là hình ảnh hơi nước dày đặc tới hình thành một cái đầm nước. Mặt nước bên trong đầm truyền ra cái tiếng thú giống kỳ dị, tựa như là tiếng tập hợp vô số âm thanh hùng thú ngưng tụ một thể, sau đó hóa thành tiếng gào thét cực kỳ đặc biệt. Rống. Thanh âm truyền ra xung chuyển bầu trời, chấn kinh mặt đất khiến lòng tất cả mọi người xung quanh, cho dù thú vị gì chắc nữa, sau khi nghe tiếng đó là giật mình, đồng thời không khống chế nổi dâng lên cảm giác đè nén khác nhau. Ngay khi tiếng gào giống truyền ra, toàn bộ các chiến thứ đệ tử bờ bắc trở nên bạo động, từng con ngẩng đầu gào thét, thậm chí một vài con bạo phát tính công kích. Toàn bộ các chiến thú là đều đại loạn. Bên trong Bách Thú Viện, gần ngàn hung thú đồng loạt gào rú. Rất nhanh, vô số hung thú trong toàn bộ bờ bắc là gầm sống, phô thiên cái địa chuyển khắp tứ phương khiến tất cả đệ tử bờ bắc là run sợ. Bản mệnh chi linh thủy trách quốc độ của Bạch Tiêu Thuần tới cùng là gì? Trời ạ, sao lại như vậy? Tất cả đám đệ tử bờ bắc là toàn lực trấn an chiến thú bên người. Sắc mặt tất cả mọi người đại biến, lộ ra vẻ kinh hãi. Mà đám chiến thú bên người đệ tử nội môn có huyết dài khác nhau nên là trấn an bọn chúng càng gian nan. Cả đám chiến thú đó trở nên phát cuồng. Ngay khi mọi người còn đang trấn an, đám hung thú không ngừng gào giống lúc này. Đầm nước hơn 200 trượng đột nhiên vặn vẹo lay động, mặt nước trong đầm dường như đã trở thành cửa vào thông tới không gian kỳ dị. Lúc này có một cái hung thú vẫn chưa nhìn rõ được, dãy ruộng như muốn phá vỡ cánh cửa này từ không gian kỳ dị ra ngoài. Ngay sau đó, hơi nước chấn động cuồn cuộn, một ngọn núi khổng lồ từ trong đầm nước mạnh mẽ đột phá trồi lên. Càng nhìn ngọn núi này càng cảm thấy kinh hãi, bởi vì ngọn núi trồi lên trên mặt nước đầm lầy chỉ là một cái đỉnh ngọn núi khổng lồ, hẳn ngọn núi dưới trước mặt thực sự càng to lớn. Thậm chí khi nhìn kỹ hơn, ra đầu mọi người là tê dại, bởi vì trước mặt họ căn bản không phải núi mà chỉ là một cái xương gai nhọn. Xương gai, trời ơi, làm cái xương gai nhọn. Xương gai nhọn là tới 200 trượng, rốt cuộc thân thể con thú này lớn thế nào? Bản mệnh chi linh là hình dáng thế nào vậy? Trong lúc mọi người kinh hồ thì một cái khí thế kinh thiên động địa như là chủng kích vô hình từ đầm nước bạo phát. Đám đệ tử bờ bắc lúc này không chấn an được chiến thú của mình nữa, toàn bộ chúng là gạo thét ẩm lên rồi từng con nhanh chóng nằm dạp xuống đất. Không có khả năng, sao lại như vậy? Trong lúc tất cả đám đồng đệ tử kinh hãi thất thanh,
Đám chiến tú đệ tử Bắc Bắc run rẩy ngồi dạp, nằm dạp xuống. Mà lúc này là thêm bốn thanh âm như cảm nhận được sự uy hiếp gào thét từ bốn đỉnh núi chuyển ra. Thất Tài Vượng Hoàng nháy mắt là vọt tới đứng giữa không trung nhìn ngọn núi trong thủy trạch quốc độ của Bạch Tổ Thần chằm chằm đầy vẻ cảnh giác. Tam Nhãn Ô Nha cũng theo đó là cấp tốc tiến tới. Ngay khi bọn chúng vừa tới thì con thằn lằn khổng lồ xuất hiện hướng phía ngọn núi thạch thủy trạch quốc độ gầm. Sơn Quỷ Quỷ Nha Phong cũng là hạng lâm, cốt xoa trong tay lay động, toàn thân cuồn cuộn hắc khí, vẻ mặt khẩn trương. Thậm chí nhìn kỹ ra trong mắt đám linh thú hộ sơn, người ta là nhìn thấy trong sâu ánh mắt bọn chúng có vẻ kính sợ. Mà lúc này, nơi cổ thú thâm nguyên sâu trong Bách Thú Viện, trong không gian đen kịt đột nhiên xuất hiện một cái đôi mắt to lớn lộ vẻ lặng lẽ ngừng trọng phá vỡ hư vô, xuyên qua tầng ngăn cách mờ ảo nhìn thì trái quốc độ của Bạch Tiểu Thuần. Nó chính là Thủ Tông Thần Thú Linh Khê Tông Thiên Giác Mặc Long. Bản mệnh chi linh nơi đó của Bạch Tiểu Thuần vậy mà khiến nó ở đây dâng lên sự ngừng trọng. Toàn bộ bờ bắc hoàn toàn chấn động, trưởng lão bốn ngọn núi là kinh hãi cùng nhau xông tới. Mà trong lúc này mấy cái ánh mắt mang theo vô thượng uy nghiêm từ trùng đạo sơn tập trung phía này. Hơi thở bốn trưởng tọa, bốn ngọn núi trở nên dồn dập ra đầu tê dại. Rốt cuộc bản mệnh chi linh gì chứ? Chưa từng thấy qua. Loại y lực này không phải là trình độ ngừng khí có thể nắm giữ, so ra còn là vượt trội hơn cả quỷ nha. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, ngọn núi khổng lồ bên trong thủy trạch quốc độ lại chậm rãi chìm. Dường như phạm vi 200 trượng của thủy trạch quốc độ là quá nhỏ, bản mệnh chi linh của Bạch Tiểu Thuần không cách nào hàng lâm. Sau khi chìm xuống ngàn thì đập nước cũng vỡ, biến thành mảnh nhỏ rồi tiêu tán. Hình ảnh Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi đó từ từ hiện rõ sắc mặt tái nhợt. Lúc này tỉnh táo lại, hai mắt không còn mờ mịt mà đang trợn to vẻ chấn kinh. Hiển nhiên bản thân hắn cũng bị gai xương bên trong thủy trạch quốc độ xuất hiện dọa cho kinh sợ. Thủy trạch quốc độ tiêu tán, đám chiến thú xung quanh dần khôi phục. Chỉ là những chủ nhân của chúng, đám đệ tử Bắc Bắc như muốn nổ tung ong ong đầu óc. Sự yên tĩnh ngắn ngủi là thời gian bùng phát. Ta không nhìn nhầm à? Đây là thủy trạch quốc độ sao? Bản mệnh chi linh của Bạch Tiểu Thuần lại mới lộ lên một cái xương gai nhọn. Cái khí thế kinh thiên động địa này khi nãy từ một cái tù sĩ ngừng khí giống như chúng ta sao? Ai, hắn mà là người Bắc, chúng ta tốt biết mấy. Trong cái tiếng nghị luận xôn xao, bốn vị trưởng tọa tứ sơ nhìn nhau nhìn phía Lý Thành Hậu kinh ngạc không kém. Hậu sinh khả úy, ta thực sự tò mò tới cùng thì bản mệnh chi linh quán là gì? Thủy trạch quốc độ trong tay Bạch Tổ Thần, hắn có thể phóng xuất hết uy năng. Bản mệnh chi linh quán mới là lộ ra một cái gai xương nhọn, là vì tu vị hắn không đủ. Đầm nước chỉ là phạm vi 200 trượng, sau này tu vị hắn tịnh tiến, nếu có thể bước vào kim đan, thi triển ra ngoài ngàn dặm phạm vi thủy trạch quốc độ, thì bản mệnh chi linh quán hắn có thể hoàn toàn hoàng lâm. Nếu như thực có ngày đó một khi hắn thi triển thủy trạch quốc độ, thì đồng bậc tuyệt đối không có cường giả đánh ngang hắn. Lý Thanh Hậu vì Bạch Tiểu Thuần mà vui mừng có chút hãnh diện, y không để cho Bạch Tiểu Thuần biết mình đến đây. Lúc này mang theo tâm tình tư thái, vui vẻ kích động quay người rời đi. Y lúc này cũng muốn chuẩn bị thật tốt tranh thủ trong 10 năm tới chủng kích kim đan ảnh. Chương 130, dục thú nở hoa. Chính bản thân Bạch Tiểu Thuần không biết bản mệnh chi linh của mình vì sao hình dáng như thế nào. Hắn cũng nhận ra được tu vị bản thân không đủ, phạm vi 200 trượng thủy trạch quốc độ mở ra không thể chứa được thân thể bản mệnh chi linh. Nhưng hắn cũng không để tâm chuyện này,
Dù sao hình thành được bản mệnh chi linh cũng chỉ ra cho hắn thấy bản thân tu hành thủy trái quốc độ mấy năm không bị thất bại. Thậm chí trong lòng hắn có chút mong mỏi đối với bản mệnh chi linh của mình. Lúc này nghe đám người xung quanh bàn luận xôn xao, Bạch Tiểu Thuần vội hồm hò một tiếng đắc ý. Ai, đau đầu chết. Cho dù ta đi tới đâu cũng có người xeo hò, nhưng thực ra ta chỉ muốn là một người khiêm tốn. Thôi mà thôi vậy. Chuyện đám đệ tử núp lại khi dễ ta lúc trước ta không so đo. Bạch Tiểu Thuần định đứng dậy thì đầu óc choáng váng. Một cơn đói cồn cao hiện ra nháy mắt khiến cho toàn thân hắn lúc này vô lực, không còn sức đứng dậy. Hắn tranh thủ xuất ra đan dược nuốt vào. Tới khi đan dược hòa tan thể nội mới là cảm thấy khá một chút, có thể đứng dậy. Dưới mắt đầy phức tạp của đám đệ tử bờ bắc tuy vẫn còn suy yếu, nhưng khi ngẩng đầu, Bạch Tiểu Thuần đã không quên lộ ra bộ dáng cao thủ đầy tịch mịch. Khuôn mặt tái nhợt như mang theo một cái khí chất đặc thù đột nhiên xuất hiện, hắn chậm rãi rời đi. Tới khi hắn đi xa thì đám đệ tử bờ bắc mới thở dài một tiếng. Bọn họ không nói rõ được cảm giác với Bạch Tiểu Thuần trong lòng lúc này là gì. Lúc đầu là công địch, sau đó là một tháng liên tiếp liên tục trên thí luyện đài, sau đó là ngộ định vượt cả quỷ nhà, là tỷ trách quốc độ đẩy kinh thiên động địa. Lòng tất cả là thừa nhận Bạch Tiểu Thuần đích thật là thiên kiêu. Chỉ là hết lần này tới lần khác, hắn lại không giống thiên kiêu khác. Mỗi lần gặp hắn khiến cho bọn họ nhịn không được mà muốn đánh cho hắn một trận. Đây là cảm giác chân thật phát ra từ đáy lòng mỗi người, không liên quan tới thực lực bản thân. Từ khi Bạch Tiểu Thuần tới bờ bắc, nơi này không được yên tĩnh, luôn là có chuyện phát sinh xung quanh hắn, khiến lòng mọi người không khỏi cảm thán. Đám đệ tử nội môn là càng cảm khái hơn. Bạch Tiểu Thuần bước vào ngộ định thông qua thời gian dài gấp 5 lần quỷ nha, khiến bọn họ thấy được ngộ tính Bạch Tiểu Thuần chính xác hoàn toàn không bằng quỷ nha. Thậm chí có lẽ không hơn kém bọn họ là bao. Nhưng hơn 70 ngày này quan sát đầy điên cuồng, khiến cho mọi người thấy được sự chấp nhất Bạch Tiểu Thuần ẩn sâu trong người hắn, mới khiến hắn lỗ lực ngộ định trong thời gian dài tới vậy. Bắc Hà Niệt trầm mặc nhìn theo bóng lưng phía xa xa Bạch Tiểu Thuần, gã quay người trở về động phủ, muốn tiếp tục bế quan trùng kích ngưng khí tầng 10, chuẩn bị trúc cơ sau này. Là do ta chưa đủ chấp nhất và cố gắng hay sao? Bạch Tiểu Thuần, sớm muộn ta cũng vượt qua ngươi. Công Tôn Hồi Muội từ tung cùng đám đệ tử nội môn hít sâu một hơi. Bọn họ biết Bạch Tiểu Thuần cường đại, biết mình chênh lệch, nhưng càng như vậy bọn họ có thêm một loại kích động không cam tâm, nhưng vẫn phải bị đè nén xuống. Tất cả mang theo sự kiên quyết, mang theo quyết đoán mà lựa chọn như Bắc Hà Liệt rời khỏi nơi đây. Cần cù bù khả năng, Bạch Tiểu Thuần có thể làm được, chúng ta cũng làm được. Rất nhanh đám người bờ bắc tản ra, chỉ còn quỷ nha là ngồi ở giữa không trung, ánh mắt nhìn về Bạch Tiểu Thuần rời đi. Gã muốn biết sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy thú chảo còn thấy gì. Không phải là muốn nghe đáp án mà gã muốn tận mắt thấy. Có như vậy thì quỷ dạ hành của gã mới có thể đột phá thêm lần nữa. Trừ khi có thể tiến vào trong trí nhớ hắn thì ta mới có thể lấy được hình ảnh muốn thấy. Quỷ nhà vô cùng ngưng trọng, suy nghĩ tính tới khả thi việc này, nhưng mà sau khi nửa ngày gã lắc đầu. Hắn lúc này ta không thể nắm chắc, nhưng sau khi trúc cơ, trong mắt quỷ nhà lúc này là chợt tới một cái vẻ xấu xa. Tính toán thời gian một chút, theo lời sư tôn, gần tới thời điểm ba cái thánh địa trúc cờ thuộc sở hữu chung của tông môn bốn đại châu phía đông hạ du thông thiên hà sắp mở, mà vẫn kiếm thâm nguyên trong đó sẽ mở ra. Địa mạch trúc cờ là dẫn động triều tịch, với bí pháp của ta hẳn là dẫn động được 8 lần triều tịch địa mạch trúc cờ thì hết thảy có thể giải quyết một cách đơn giản. Quỷ nha nhẹ gật đầu, quay người bước đi xa. Một đường đi, Bạch Tiểu Thuần nạp bảo trì bộ sáng cao thủ cho tới khi bước vào Bách Thú Viện. Cả người hắn buông lỏng uể oải lết tới căn liều các.
sau đó ngã ra mệt mỏi ngủ trên đất. Ngủ một lèo kéo dài 3 ngày trời, hắn khôi phục được một nửa. Điều dưỡng liên tục hơn 1 tháng trời mới là khôi phục trạng thái như đầu. Gạt nhìn phát hiện ra tu vị của mình tịnh tiến tới ngưng khí tầng 9 đỉnh phong. Chỉ cần đả tọa không tới nửa tháng thì đột phá ngưng khí tầng 10, không cần dùng đan dược hỗ trợ. Ngoài ra hắn phát hiện bản thân thao túng linh lực cũng không giống trước kia mà là càng linh hoạt, thậm chí hắn là có thể khống chế linh lực di chuyển chính xác trong thể nội mà không cảm giác trì trệ. Khiến hắn vui mừng hết thảy khôn xiết chính là kinh mạch trong cơ thể quán to ra chắc hẳn so với trước kia. Còn bất tử ngân bì đã vận chuyển phát ra nhiều cái tia vàng kim hơn mấy cái tháng trước rất nhiều. Tất cả phương diện đều tăng. Tinh thần Bạch Tiểu Thuần phấn chấn nhanh chóng đi vào khu rừng quan sát đám thú mấy tháng chưa gặp một phen. Sau đó nhìn dục thú chủng lúc này sinh ra một cái lụ hoa rất lớn, cao tới 2 trượng sau hậu viên. Thời gian Bạch Tiểu Thuần gieo trồng dục thú chủng tới nay không ngắn. Linh tổ được hắn luyện linh qua 3 lượt. Thậm chí cứ tới một thời gian cố định, Bạch Tiểu Thần còn là vùng vẩy bột phấn một số loại linh dược phụ trợ sinh trưởng lên mạch linh thổ. Nơi đây trận pháp bao phủ là nằm trong sâu hậu viện nên căn bản không ai chú ý tới. Bạch Tiểu Thần ngó nhìn kỹ lưỡng một chút, ngạc nhiên phát hiện dục thú chuẩn sắp thành thục, tối đa 1 tháng nữa là thành. Bạch Tiểu Thần cười ha hạ đầy phấn chấn. Hắn dứt khoát lưu lại bên nơi đây, vừa thổ nạp tu hành vừa là quan sát dược thú chủng. 10 ngày nhanh chóng qua đi, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình sắp đột phá mà dục thú chủng càng khiến hắn đầy phấn chấn. Lửa tháng qua, dục thú chủng chỉ là cao hơn 2 trượng như cũ, nhưng lụ hoa kia không ngừng sinh trưởng với tốc độ nhanh kinh người, lúc này to tới nửa trượng. Lụ hoa lặng tới nỗi cành cũng cong xuống dưới, rất nhiều cánh hoa là cúp gấp lại phía trên. Có thể tưởng tượng rằng một khi hoa lở ra hẳn phạm vi bao trùm còn lớn hơn. Có thêm từng tia hương khí bắt đầu chậm rãi tản ra, Bạch Tiểu Thuần kích động hít sâu một hơi tiếp tục đả tọa. Một chiều hoàng hôn 3 ngày sau, thì đội hắn truyền ra thanh âm phanh phanh, cả người run bần bật, không ít tạp chất sơ bẩn màu đen tiết ra ngoài lỗ chân lông. Linh lực cơ thể tựa như vạn mã lao nhanh tràn khắp thân thể. Linh lực tràn ngập ra cuối cùng là hội tụ lại như một cái chỗ thành một con sông lớn cuộn trào linh lực, sau đó hóa thành một cái đầu cự long truyền ra tiếng gầm thét. Toàn thân Bạch Tiểu Thần chấn động, hình ảnh long tượng trở nên nguyễn hóa phía sau lưng hắn nhanh chóng biến đổi. Đột nhiên Bạch Tiểu Thần mở hai mắt ra, ánh mắt sáng như điện, thể lội ầm vang như một cái tiếng sấm động mà duy nhất hắn nghe thấy, người ngoài là không nghe thấy. Long tượng hóa hải kinh tầng 2, ngưng khí tầng 10. Bạch Tiểu Thần thở một hơi, cảm thấy linh lực tràn trề trong thể nội nhiều gấp đôi so với lúc ngưng khí tầng 9. Hắn đứng dậy thử nghiệm linh lực biến hóa một chút, tay bấm niệm pháp quyết, một cái từ đỉnh màu tím xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần đầy hưng phấn điểm một chỉ, lập tức từ đỉnh lần nữa xuất hiện bên cạnh từ đỉnh vừa rồi, sau đó lại thêm một đỉnh nữa. 3 đỉnh là cực hạn vờn quanh Bạch Tiểu Thuần, ngửa mặt lên trời cơ lớn, cả người nhoáng cái bay ra, kim ô kiếm trong tay cũng hất, hỏa diễm tản ra trong phương viên 3 trượng lúc này trở thành hỏa ngục. Còn thêm một cái con kim ô hỏa từ bên trong dục hỏa mà sinh, tràn ngập mạnh mẽ. Nụ cười trên mặt Bạch Tiểu Thuần càng nhiều, tay vùng, tất cả pháp thuật biến mất, hắn thở nhẹ một hơi. Cảm thấy mình như chân chính trở thành cao thủ trúc cơ, đã là rất gần. Đợi tới khi tàng ngừng khí tầng 10 đại viên mãn có thể đột phá trúc cơ. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới trúc cơ thọ nguyên được gia tăng trở nên kích động. Hắn nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ cả người, dùng nửa ngày còn lại thích nghi với lực lượng linh lực dồi dào khi tu vị được gia tăng. Lúc này mới là sáng láng tinh thần trở về hậu viện, khoanh chân ngồi trước dục thú chủng. Tu vị đột phá hiện giờ chỉ còn là chuyện dục thú chủng. Ha ha, mộng tưởng của ta cuối cùng sắp thành hiện thực. Bản mệnh chi linh dù sao cũng là hư ảo, là do bí thuật hình thành, không giống dục thú chủng, có thể thai nghén một cái loại chiến thú chân chính. Ta muốn bồi dưỡng ra một cái con tập hợp tất cả ưu điểm mạnh nhất tất cả chiến thú. Nếu như vậy thì mục đích tu hành tại bờ bắc của ta là hoàn thành toàn bộ. Ngày này Bạch Tiểu Thần chờ đợi rất lâu, lúc này hắn đè nén kích động mà thủ hộ dục thú chủng. Rất nhanh, hơn 10 ngày nữa trôi qua, Bạch Tiểu Thuần tự trợn to mắt, ngơ ngác nhìn dục thú chủng lúc này là không còn thân cành, chờ một cái lụ hỏa cực lớn. Dù do hắn là thông qua tư liệu nhận biết được dục thú chủng, còn gieo trồng thì là lần đầu tiên nên cảm thấy không thể tưởng. 7 ngày trước, Bạch Tiểu Thuần là đầy khẩn trương nhìn thân cành dục thú chủng không cách nào treo chống nổi lụ hỏa, thì thân cành lại bắt đầu biến hóa dần dần hòa hợp vào trong lụ hỏa. Mà lụ hỏa lúc này là nhìn qua từ dưới đất mọc lên vậy mà càng lớn. Lúc này nó to khoảng 6 trượng, bộ dáng như bánh bao khổng lồ. Bạch Tiểu Thuần nuốt một ngụm nước miếng,
xuống cổ họng, rồi lùi sau mấy bước, tiếp tục thủ hộ. 3 ngày sau, một cái mùi thơm lồng lặc chợt lan tỏa ra xung quanh. Bạch Tiểu Thần vội vàng mở mắt nhìn, trước mắt lúc này là một cái bánh bao to khoảng 9 trượng. Miệng bánh bao làm cái khe hở chừng nắm tay, hương khí nơi đây là tràn ra từ khe hở đó. Linh hương lồng lặc, dục thú xuất hiện khe nứt. Trong tư liệu ghi chép lúc này chính là thời điểm chín muồi của dục thú chủng, có thể tiến hành dục thú. Bạch Tiểu Thần tranh thủ đứng dậy, đi vòng quanh nhìn dục thú chủng, hai mắt sáng lên. Khi nghĩ ngợi, lập tức ra ngoài, hồi sau trở về theo hắn là con phi hổ. Vốn phi hổ là đầy tò mò nhìn xung quanh, nhưng khi đi theo Bạch Tiểu Thần tới hậu viên, đột nhiên người nó run bần bật, hai mắt lóe sáng đầy mãnh liệt. Nó nhìn thấy được con thú cái gầm một tiếng xông thẳng vào dục thú hoa. Ngay khi nó vừa lại gần dục thú hoa, miệng của hoa đột nhiên mở rộng, chớp mắt như luốt trưởng phi hổ bên trong. Bạch Tiểu Thần còn đang suy nghĩ không hiểu hoa này sinh ra hung thú thế nào thì đột nhiên thấy cái cảnh này, bèn trợn to mắt lao tới. Dù không thấy rõ thân ảnh phi hổ trong lũ hoa, nhưng hắn không thấy dấu vết động đậy phi hổ bên trong hoa mới là yên tâm. Bèn là hiếu kỳ đứng cạnh chờ đợi. Dòng dã một canh giờ, lũ hoa bung ra, con phi hổ bỏ ra ngoài, bốn chân run rẩy nhưng ánh mắt đầy say mê, còn có vẻ như muốn đi vào lại, nhưng nó bị Bạch Tiểu Thần một phát túm lấy đem ra ngoài Bách Thú Viện. Khi trở về, một đầu là cự hùng theo hắn rất nhanh, mắt cự hùng là trợn tròn hét lớn một tiếng phóng tới dục thú hoa. Chương 131. Hết thảy vì phụng hiến. Bạch Tiểu Thần đứng bên ngoài viện tử, hai tay chắp sau lưng, nhìn đầu đại hùng mang theo vẻ say mê rời đi. Nhìn cái dáng vẻ quyến luyến vừa đi vừa ngoái đầu lại của đại hùng, hắn rất là cảm khái, cảm thấy như mình làm được một việc tốt. Bởi thế, suốt nửa tháng tiếp theo, mỗi lần Bạch Tiểu Thần ra ngoài là tinh tuyển hơn một thú mang về. Mỗi lần là nhìn những con thú kia bị dục thú hòa nuốt, rồi nhìn chúng say mê trong đó không chịu rời đi. Nửa tháng qua đi, toàn bộ hung thú nằm trong top 200 bảng đầu hắn đã chọn hết. Mục đích cuối cùng của hắn là tạo ra một đầu chiến thú cực mạnh, thế nên hắn chỉ chọn những đầu thú hùng mạnh nhất hoặc loại có tiềm lực lớn nhất. Thậm chí cuối cùng, tất cả đầu hung thú từng phụng hiến dục thú hòa tụ tập trước trận pháp ngoài lầu các Bạch Tiểu Thần. Mỗi lần thấy Bạch Tiểu Thần đi ra, cả đám nả gạo lên ầm ĩ, hận không thể có cơ hội vào lần nữa. Không được, phụng hiến một lần là đủ, nhiều là tổn hại thân thể các ngươi. Bạch Tiểu Thần cứng rắn cự tuyệt. Tiếp qua vài ngày, ngay cả xuyên sơn rất khổng lồ cũng là phụng hiến xong. Bạch Tiểu Thần bị ai phát hiện trong Bách Thú Viện là không có thú để chọn. Bạch Tiểu Thần trở nên sốt ruột, bởi vì hắn biết sinh kỳ của dục thú hoa không dài, một khi để cho khoảng thời gian này qua nó bắt đầu thai nghén. Không được, chỉ những đầu hung thú này chưa đủ bồi dưỡng ra chiến thú mạnh nhất. Bạch Tiểu Thần nghĩ tới đây liền là rời Bách Thú Viện đi vòng quanh bờ bắc. Thời điểm hắn quan sát bách thú, hắn cũng là để ý đến đám chiến thú mấy tên đệ tử. Không nói tới toàn bộ nhưng là đại khái có ấn tượng, biết rõ chiến thú ai mạnh, ai tiềm lực lớn. Ta nhớ hình như có một nữ đệ tử ngoại môn có chiến thú là một cái đầu khổng tước, tiềm lực rất lớn, chắc được chứ nhỉ. Bạch Tiểu Thần vội vàng đi đến nơi ở nữ đệ tử, chờ nơi đó cả buổi mới thấy bóng dáng vị nữ đệ tử nổi tiếng, có vẻ ngoài khá xinh đẹp. Lập tức mặt Bạch Tiểu Thần nở nụ cười, hắn tự nhận là ấm áp nhất, bước mau tới uyển chuyển biểu đạt nguyện ý dùng điểm cống hiến đổi lấy khổng tước phối hợp với hắn làm một việc gọi là phụng hiến. Ngoại trừ chuyện dục thú hoa hắn chưa nói, những việc khác hắn nói rất kỹ càng. Thậm chí hắn vì lo lắng đối phương cự tuyệt, Bạch Tiểu Thần còn giải thích thêm: người an tâm, thời điểm phụng hiến tuyệt không tổn thương chiến thú. Có lẽ người không biết, cái đám hung thú trong Bách Thú Viện sau khi phụng hiến đã rất say mê, muốn có lần tiếp, nhưng ta lo lắng chúng nguyên khí đại thương là cự tuyệt. Nữ đệ tử kia mới đầu là không hiểu hắn nói gì, không biết phụng hiến là gì, nhưng sau khi nghe xong trợn hai mắt ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thần trước mặt, cuối cùng trong mắt đầy sợ hãi.
người người cái tên dâm tặc này, nàng thực không biết nên nói gì, dậm chân một cái tranh thủ thời gian cách việc Tiểu Thuần càng xa càng tốt. Bạch Tiểu Thuần sửng sốt một chút, có chút ủy khuất. Ta chỉ là mượn chiến thú của người dùng một chút, không đồng ý thì thôi, rõ ràng mắng ta dâm tặc. Bạch Tiểu Thuần, ta không phải dâm tặc. Bạch Tiểu Thuần có chút buồn bực rời đi. Cứ như thế liên tiếp mấy ngày, hắn tìm tới 100 người không ai đồng ý, thậm chí không ít người ánh mắt nhìn hắn đầy quỷ dị. Bạch Tiểu Thuần thở dài nghĩ thầm, nếu như tất cả mọi người không đồng ý thì thôi đi, nếu thực sự không được cũng chỉ có thể lấy lui cầu tiến, dùng đám hung thú còn lại của Bạch Thú Viện. Thế là Bạch Tiểu Thuần muốn buông thà, trong tông môn truyền ra tin đồn, rất nhiều đệ tử nhìn Bạch Tiểu Thuần hiện vẻ cổ quái, trụ đầu ghé tai nghị luận. Nghe nói chưa, Bạch Tiểu Thuần là một cái hàm mê đặc biệt. Mấy ngày này hắn gặp người nào là muốn mượn chiến thú người họ, nói cái gì là phụng hiến, người không hiểu hàm nghĩa phụng hiến ấy, tới ta giải thích. Lại là ý tứ như vậy chứ ạ? Bạch Tiểu Thuần hắn lại có hứng thú, chả đây không phải là sự thật đi. Những tiền đồn này không phải là không biết phát ra từ đâu, phảng phất như tất cả oán khí ác ý vô lực đối với Bạch Tiểu Thuần của đám đệ tử Bờ Bắc Tư trước tới giờ ẩn chứa trong đây. Tin đồn càng lan truyền mãnh liệt, tới cuối cùng thậm chí ngay cả thay đổi nội dung hết lần này tới lần khác, đệ tử Bờ Bắc đối với cái tin này cực kỳ hứng thú, tốc độ truyền bá nhanh cực kỳ, chỉ mấy ngày sau hầu như tất cả đệ tử đều biết. Có biết cái gì Bạch Tiểu Thuần vào Bờ Bắc không? Bởi vì hắn ham mê đặc thù đối với hung thú à? Ta rốt cuộc hiểu rõ vì sao hắn nghiên cứu ra phát tỉnh đàn. Người này là lý do này, vì hắn cần cho nên nghiên cứu chế tạo. Thiên kiêu đều khác người, ta chỉ hơi tò mò, hình như mục tiêu của hắn đâu chỉ là mẫu thú mà là công thú. Chà, cái này người cũng nghĩ ra được suyệt, chúng ta nhỏ giọng một chút, ta mơ hồ đoán được, chờ một chút nguyên nhân. Lúc Bạch Tiểu Thuần nghe được tin đồn này, cả người như bị sét đánh. Khoa trường nhất là một lần hắn bắt gặp một nữ đệ tử tản bộ dưới hoàng hôn với một đầu bích nhãn hắc miêu, vì tò mò nên hắn nhìn nhiều. Nữ đệ tử kia liền hét toáng, ôm chiến thú xoay người bò chạy. Bạch Tiểu Thuần choáng váng vì thường ủy khuất, hắn muốn giải thích, phát hiện ra những người này nghe mình giải thích xong từng người là bừng tỉnh đại ngộ, hết lần này tới lần khác âm thầm tung tin càng nhiều. Các người quá kinh người, Bạch Tiểu Thuần nổi giận. Bạch Tiểu Thuần, ta khó khăn biết bao, ta một người lẻ loi hiu quạnh tới Bờ Bắc tu hành một mực cẩn thận từng ly từng tí, ai cũng không dám đắc tội làm người cụp đuôi lại, các người rõ ràng khi dễ ta còn vu oan cho ta. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt đỏ bừng, cắn răng gằn từng chữ. Đây là các người bức ta, vu oan ta, những cái đầu chiến thú kia ta tự mình bắt. Đồng lúc Bạch Tiểu Thuần bị lửa giận thiêu đốt thì bỗng sau lưng truyền đến tiếng gió. Hắn lập tức quay đầu, phát hiện ra sau lưng mình không có gì, chỉ là cái đại thụ kia cách đó không xa lắc lư vài cái. Ngay sau đó, lúc Bạch Tiểu Thuần xoay đầu thì một đạo hắc ảnh vọt tới hắn bằng tốc độ cực nhanh, hướng dưới bụng hắn vọt tới, hùng hằng cắn mạnh một cái như muốn cắn thịt trên người hắn. Cũng may Bạch Tiểu Thuần đã ngưng khí tầng 10, đặc biệt sau khi ngộ định, toàn thân giác quan đề cao, ý thức linh mẫn, phát hiện ra tình huống không đúng, mãnh liệt lùi. Cách một tiếng, trong nháy mắt khi hắn lùi, một cái miệng lớn răng nhọn hoắt cách Bạch Tiểu Thuần chỉ nửa trượng, một cái cắn kia rơi vào khoảng không, lực lượng quá lớn, nhắc đến một cơn âm bạo mang theo vô tận hận ý. Bóng đen này đúng là đầu đại hắc cẩu, hôm nay đêm tối tốc độ nó so với ban ngày nhanh hơn, mắt tới lần hai đánh nén Bạch Tiểu Thuần không thành công, đầu đại cẩu không do dự lập tức bỏ chạy. Lại lắng ngươi, sau đầu Bạch Tiểu Thuần tê dần, mồ hôi lạnh chảy ra, chỉ tách dọc sống lưng luồng khí lạnh chảy dài, vừa rồi nếu hắn chậm một chút là bị đại cẩu này trực tiếp cắn trên người. Nghĩ tệ hậu quả khi bị cắn, tâm thần Bạch Tiểu Thuần run rẩy không dứt, hắn không dám dùng bực trượt bất tử trường sinh công đi đánh lạc. Đại hắc cẩu chết tiệt, suýt chút nữa là diệt một cái vinh quang gia tộc. Mắt thấy đầu hắc cẩu kia chạy trốn, lập tức Bạch Tiểu Thuần lửa giận ngập trời, khinh người quá đáng, đám đệ tử Bờ Bắc khi dễ ta cũng thôi, ngay cả đầu đại cẩu người cũng khinh ta. Lần này thấy người đáng thương, ta tha một lần. Nên này, người thì đừng có trốn. Bạch Tiểu Thuần gào thét, sau lưng xuất hiện đôi cánh, thân thể nhoáng một cái, tốc độ bạo tăng lập tức đuổi. Bầu trời tối đen, Bạch Tiểu Thuần đuổi theo được lửa canh giờ, đầu hắc cẩu kia tốc độ rất nhanh, lại quen thuộc địa hình nơi đây, khiến hắn không thể đuổi kịp. Hắn vốn đang tức giận lại bị đầu hắc cẩu đánh nén, cộng thêm giờ phút này biết mình đuổi không kịp, lập tức hắn như phát điên. Đầu đại hắc cẩu này được hắn sắp xếp vào vị trí thứ hai trên bảng cừu hận trong lòng, vị trí thứ ba là con chim của Chu trưởng lão, về phần thứ nhất đương nhiên không còn cái nào khác ngoài con thỏ bách lẻo. Dù đuổi tới chân trời góc biển ta cũng quyết bắt được người. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần bắn ra ngân quang mãnh liệt, bất tử trường sinh công được hắn thúc đẩy tới cực hạn. Đôi cánh sau lưng vỗ ra từng trận nguyên tử chi lực xuất hiện, tốc độ bạo tăng lần hai. Oanh một tiếng, Bạch Tiểu Thuần hóa thành một đạo tàn ảnh kéo gần khoảng cách. Đại hắc cẩu phốc một tiếng muốn chui vào cửa động gần đó, thân cẩu mới chui vào được một nửa, Bạch Tiểu Thuần tới gần, phóng tới trước hai tay ôm chặt. Nghe mắt hắn chụp tới, hai con mắt của đại hắc cẩu đỏ bừng, hung hăng quay đầu,
không lý nguy hiểm bản thân trực tiếp cắn tới dưới bụng Bạch Tiểu Thuần. Thời điểm đại cậu lại đánh nén còn không thành công, đừng nói chi giờ phút này Bạch Tiểu Thuần là lộ khí ngập trời. Không đợi đại hắc cậu cắn tới, ô ngao một tiếng, Bạch Tiểu Thuần liền lấy tay bắt cổ nó trực tiếp xé. Mặc cho Bạch đại hắc cậu kia dễ dụa, tay hắn cứ như là cái kìm sắt khiến nó không thể thoát. Hừ, cho người biết lợi hại của ta. Bạch Tiểu Thuần cắn răng trở về Bách Thú Viện, vừa đi vừa cân nhắc làm thế nào trừng phạt con chó. Thất về viện quét mắt qua dục hoa thú, hắn liền có một chủ ý. Bạch Tiểu Thuần cười hắc hắc ném đại hắc cậu về phía trước, trong nháy mắt liền bị dục thú hỏa nuốt chửng. Sau hồi lâu, dục thú hỏa khẽ buông, đại hắc cậu bỏ ra ánh mắt của nó từ điên cuồng, hận ý có thêm kỳ quái. Khi thấy Bạch Tiểu Thuần, nó vẫn muốn xông tới hung hăng cắn xé. Bạch Tiểu Thuần không nói nhiều lại xách nó ném trở lại. Lại một canh giờ qua đi, dục thú hỏa buông ra, đại hắc cậu xuất hiện, ánh mắt vẫn điên cuồng, lại là bị Bạch Tiểu Thuần ném trở lại. Cứ như thế bốn lần, lúc đại hắc cậu bỏ ra bốn chân mềm nhũn gục tại chỗ thở hồng hộc. Có sợ ta không? Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng, lại tới chọc ta. Không đợi Bạch Tiểu Thuần nói xong, đại hắc cậu ngẩng đầu dùng sức xông cắn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần muốn nổi điên, lại ném đại hắc cậu vào trong dục thú hỏa thêm mấy lần, tính thêm 5 lần trước đã là 9 lần. Sau 9 lần, thân hình đại hắc cậu gầy đi hẳn một vòng. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần lại muốn bắt nó ném đi, đại hắc cậu phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, suy yếu dãy dụa khiến Bạch Tiểu Thuần cũng mềm lòng. Biết sợ rồi sao? Sau này đừng chọc tới ta. Thời điểm thiên kiêu chiến ta thực không có biện pháp nào. Bạch Tiểu Thuần cảnh cáo một phen liền đem đại hắc cậu quẳng ra lỗ cát. Đại hắc cậu dùng chút thể lực còn lại lết thật xa. Lúc tới một chỗ khuất, nó ngừng lại, ánh mắt tràn đầy mê mang, mơ hồ có chút dư vị. Chương 132, bản nguyên phản tổ chi huyết. Dõi theo thân ảnh khuất dần đại hắc cẩu, Bạch Tiểu Thuần chìm trong suy nghĩ. Vừa rồi hắn cũng để ý thấy thân hình đại hắc cẩu chậm rãi gầy một vòng lớn. Một màn này làm hắn hiểu biết Bạch Tiểu Thuần về dục hoa thú hút sinh mệnh một chút ít, nghĩ tới là hương thơm lúc hoa lở. Bên trong dục thú hoa này tồn tại cỗ khí tức tác động đến thần trí hung thú, tạo nên ảo cảnh. Mỗi một loại hung thú khác nhau là ảo cảnh khác nhau. Ảo cảnh tác động hung thú, lúc chúng ký huyết tràn đầy liền là rút đi một cái tia sinh mệnh bản nguyên phản tổ chi huyết để dục hóa. Vì vậy đại hắc cẩu mới trở nên gầy gò. Bất luận thế nào, mục đích của nó khiến cho tất cả hung thú trong ảo cảnh mất sức chống cự. Không hổ là dục thú chủng gần tuyệt chủng. Nói theo cách khác, sự tồn tại của nó áp đảo tất cả hung thú. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động dần hiểu. Giống như là khi mũi hút máu, chúng truyền một chút chất gây tê liệt. Lúc dục thú hoa này hút lấy bản nguyên phản tổ chi huyết là chuyển tới chất gây sung sướng. Ngày ngày trôi qua, 7 ngày sau, mắt thấy thời kỳ lở hoa dục thú hoa gần hết. Nếu vẫn không có thêm hung thú bản nguyên phản tổ chi huyết hùng mạnh nên là lãng phí dục thú chủng trần quý. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới nỗi hạp hoàn bờ bắc vù hãm choán, thế cắn răng ngày đêm đó nguyệt hắc phong cao, hắn lặng yên không tiếng động rời Bách Thú Viện. Đã thật lâu không làm cho chuyện thế này, tuy rằng thân phận của ta là loại sự tình này có thể mất thể diện, nhưng ta cũng hết cách. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lóe sáng, hắn bay tới bay lui bờ bắc, thẳng tới lóc nhà tỏa nhà, sử dụng tốc độ nhanh nhất phóng vào. Trong một ngôi nhà là một đầu khổng tước xinh đẹp nghỉ ngơi, không hề phát hiện nguy hiểm rình no mò nó, liền một cái bàn tay nắm trên cổ. Đầu khổng tước dãy giụa, thân thể bị cỗ lực đại lùi dậy, mảy may không phát ra tiếng động, thân thể mềm nhũn không cách nào dãy giụa, chỉ có thể mặc cho Bạch Tiểu Thuần xách đi. Bạch Tiểu Thuần nhìn xung quanh cảnh giác, lúc lại không phát hiện ai, phóng tới địa phương tiếp theo rất nhanh. Trong tay hắn ngoài khổng tước còn có thêm một cái đầu thanh mãng. Hắn lại bay về phía khác tiếp tục công việc. Lỡ canh giờ sau, Bạch Tiểu Thuần mới là một nắng ngay sương trở lại Bách Thú Viện. Trên tay trái xách một đầu khổng tước, tay phải một đầu dạ báo, dưới nách kẹp bạch hầu, trên quấn một đầu thành mãng, mặt đầy kích động, thu hoạch lớn. Bạch Tiểu Thuần đầy hưng phấn, hắn biết thời gian cấp bách, thế nên hắn tiến thẳng hậu viện, đem đầu chiến thú này trói lại, lập tức ném đầu khổng tước vào dục thú hoa. Mắt nhìn thấy dục thú hoa luốt lấy đầu khổng tước, Bạch Tiểu Thuần ở một bên phấn khởi chờ đợi. Không lâu sau,
Khổng Tước liền bị phun ra, trong mắt không phải là say mê đơn thuần mà là đắm chìm trong hồi ức tốt đẹp. Hiển nhiên ảo ảnh nó không giống đám hung thú khác. Không đợi nó kịp phản ứng, Bạch Tuộc Thần tranh thủ thời gian vồ tới, lại đem đầu thành mãng ném qua, sau đó tranh thủ thời gian mang đầu Khổng Tước về chỗ chủ nhân. Lần này Khổng Tước không hề phát ra tiếng động, cũng không giãy giụa, thậm chí tại thời điểm Bạch Tiêu Thần đưa nó ra, nó còn nịnh hót cọ sát Bạch Tiêu Thần, mắt lộ vẻ chờ mong, phảng phất hy vọng Bạch Tiêu Thần lần tới mang nó đi. Bị rút một cái tia sinh mệnh bán nguyên phản tổ chi huyết thì cũng không ảnh hưởng gì, nhưng nhiều hơn nữa đối với người không tốt. Nghe lời đi, đúng rồi, đừng có nói chuyện này cho chủ nhân người. Bạch Tiêu Thần áp chế thanh âm tới mức nhỏ nhất, nghiêm túc dặn dò lập tức rời đi. Một đêm là dày vào Bạch Tiêu Thần muốn chết, đưa tiễn thằng mãnh bạch hầu dạ báo tới lúc trời sáng mới xong việc. Dù hắn thấy mệt mỏi, vừa nghĩ tới những cái đầu chiến thú lộ ra vẻ không muốn đẩy mê luyến, Bạch Tiêu Thần cảm thấy mình làm chuyện tốt. Nhất là thấy dục thú hoa khỏe mạnh, hắn càng thỏa mãn. Làm việc này khiến cho đám chiến thú thỏa mãn, dục thú hoa của ta hài lòng, ta cũng mãn ý. Cái này nói rõ ta thực sự là làm chuyện tốt. Ngày hôm nay Bạch Tiêu Thần ta cao hứng, thời điểm ánh nắng vụ xuống, hắn đón gió hất cằm tiếp tục ra ngoài. Liên tiếp mấy ngày hắn sớm quen việc dễ làm, mặc kệ đệ tử nội môn ngoại môn đều là mục tiêu quán. Mỗi đêm tối đa 4 đầu chiến thú, nhiều hơn hắn không kịp đưa chúng trở về trước hừng đông. Bạch Tiêu Thần làm chuyện cẩn thận, lại do tu vị hắn cao thâm, tốc độ cực nhanh nên những ngày này từ đầu đến cuối không xảy ra vấn đề. Duy chỉ có thời điểm ban ngày lúc đám chiến thú được phụng hiến xong, trong âm thầm kia nhìn Bạch Tiêu Thần lập tức vui vẻ muốn lịnh nọt hắn. Đám đệ tử chủ nhân chúng là trợn mắt há mồm, nhìn chiến thú của mình lúc trước là lộ vẻ bất thiện với Bạch Tiêu Thần, lúc này rõ ràng là đưa ra bộ mặt lịnh nọt, nhào nhào kinh ngạc. Cả đám lập tức cầu thông chiến thú, nhưng chẳng có đầu nào hồi đáp. Nửa tháng qua đi, tại hậu viện, Bạch Tuân đầy đắc ý nhìn dục tu hòa dựa theo kế hoạch của mình không ngừng thu được bản nguyên phản tổ chi huyết. Đầu chiến thú mạnh nhất cũng đã đang ổn định phát triển, thế nhưng mỗi đêm về Bạch Tuân lại càng thêm ra sức. Khuya hôm nay, mây phủ đầy trời che kín ánh trăng, mặt đất tối đen, Bạch Tuân đã xách một cái con nhím trên vai một đầu hưng ngưu. Đem hai cái con chế ngự không cho chúng phát ra thanh âm, lặng lẽ tiến đến tòa nhà khác. Bích nhãn hắc miêu, Bạch Tiêu Thần mắt lộ kỳ quang, từ đầu đến cuối là thèm thuồng đầu chiến thú này, giờ phút này muốn hành động, đột nhiên trong bóng tối một cái đôi mắt xanh xuất hiện, một tiếng gầm nhẹ như tiếng mào kêu mèo kêu vang, rất rõ trong không gian. Cảnh giác như vậy, Bạch Tiêu Thần lắp bắp kinh ngạc, tiếng mèo kêu chuyển tứ phía, không ít người bừng tỉnh, Bạch Tiêu Thần tranh thủ lùi về, nhưng vào lúc này đầu bích nhãn miêu kia vọt thẳng tới Bạch Tiêu Thần như muốn ngăn trở kẻ đào tẩu. Nhất là trong mắt nạn nhân tính hóa của nó lộ ra vẻ trào phúng mãnh liệt. Bạch Tiêu Thần giận dữ, nếu đổi lại là lúc khác hắn thu tập con hắc miêu này dễ dàng, nhưng giờ là lo bị phát hiện, liền là triển khai cặp cánh sau lưng, bày ra tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Hắn chân trước vừa đi thì từng cái thân ảnh bốn phía xuất hiện. Tiếng mèo kia mang theo lực lượng chuyển khắp bờ bắc, dường như là một đường chật vật thật vất vả mới tránh được đám đệ tử bờ bắc. Trở lại đường nhỏ của Bạch Tú Viện, Bạch Tiểu Thuận thầm hận đầu hắc miêu nghiến răng nghiến lợi. Phải nghĩ biện pháp khác, đầu hắc miêu kia quá cảnh giác. Đang lúc Bạch Tiểu Thuận đau đầu, thần sắc cái động, thân thể cấp tốc tránh. Một đại hắc ảnh từ bên cạnh lướt qua thật nhanh, âm thanh cắn mạnh truyền ra. Lại đáng ngươi, Bạch Tiêu Thần bực tức, giờ phút này thấy bóng đen lướt qua đầu đại hắc cẩu lập tức nổi điên. Hai lần trước đại hắc cẩu đánh nén một kích không trúng lập tức bỏ chạy, nhưng lúc này nó không rời đi, lại mang theo vẻ điên cuồng cùng hung tàn thêm hận ý một lần nữa vọt tới. Lấy sự linh hoạt cùng tốc độ đặc trưng của dạ hành thú, Bạch Tiêu Thần đã dốc toàn lực, mất thêm một khoảng thời gian mới bắt lấy được nó, nhưng giờ nó không chạy rất nhanh đã bị Bạch Tiêu Thần chế ngự. Đêm này thiếu một đầu, liền lấy người thay thế. Bạch Tiêu Thần án thuận, hắn liền sách đại ác cậu giấy ruộng về viện. Đầu tiên là để hùng ngu cùng nhím đi phụng hiến, cuối cùng là đưa đầu đại ác cậu giấy ruộng vào trong dục tú hoa. Sau khi đem con nhím kia cùng đầu hùng thương ngưu trở về, hắn dành thời gian một ngày này hùng ngác cho đầu đại cậu phụng hiến 15 lần, cho đại ác cậu kia giáo huấn khó quên. Đợi tới thời điểm đại ác cậu gần hấp hối, Bạch Tiêu Thần mới hung hăng ném nó ra ngoài. Lần sau nếu người dám đánh lén ta liền biến người thành con chó khô. Bạch Tiêu Thần cả giận nói, đầu đại ác cậu ra nan bỏ dậy tranh thủ thời gian chui vào rừng. Chờ tới lúc không thấy Bạch Tiêu Thần, nó ghé vào chỗ tối, lè lưỡi liếm bờ môi, sâu trong mắt hiện vẻ say mê. Lại mấy ngày qua đi, như thường lệ đêm khuya Bạch Tiêu Thần hành động, bất quá đối với sự cảnh giác bích nhãn hắc miêu, Bạch Tiêu Thần rất đau đầu, muốn mạnh mẽ bắt lấy nhưng lại phát hiện ra đầu hắc miêu này trốn trong phòng chủ nhân không đi ra. Bạch Tiêu Thần bất đắc dĩ chỉ có thể không cam lòng mà buông tha, tiếp tục tuyển chọn các chuyến thú khác. Lòng hắn thủy chung đã không bỏ được. Khuya hôm nay, sau khi hắn đem một cái đầu thiểm thử trả về chủ nhân, trên đường trở lại, bỗng dừng một đạo hắc ảnh bên cạnh sượt qua, thanh âm quen thuộc lần nữa truyền tới. Như lần trước vẫn là đại hắc cầu tinh thần phấn chấn đứng đó không hề chạy trốn,
mà là hung hăng nhè răng bộ dáng muốn vọt tới. Bạch Tiểu Thần trợn mắt há mồm rung động trước sự chấp nhất của đại ác cẩu, nhưng sau đó cảm thấy cổ quái. Trước đó Bạch Tiểu Thần không nghĩ nhiều, nhưng giờ nghĩ lại đại ác cẩu không chạy trốn, hoàn toàn là buông tha tốc độ của mình, thậm chí đánh nén vừa rồi. Bạch Tiểu Thần cảm giác tựa hồ chỉ có bộ dáng lực cán yếu đi, không còn hung tàn. Chẳng lẽ người cúi? Bạch Tiểu Thần kinh ngạc. Nguyên bản đại ác cẩu muốn lao ra, nghe được câu này liền ngừng lại, ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thần không hề gầm giống, cũng không nghe răng không xông tới, cứ thế mà nhìn Bạch Tiểu Thần. Bạch Tiểu Thần thần sắc cổ quái không thèm để ý đại ác cẩu, lách qua nó rồi bay nhanh tới đầu đại ác cẩu, rõ ràng theo sau một đường theo Bạch Tiểu Thần tới lầu các vào trong sân viện. Vừa về tới nơi, cái đuôi đại ác cẩu kích động lắc tới lắc lui, phóng tới gần Dục Thú Hoa, vậy mà tự mình nhảy vào. Bạch Tiểu Thần nhìn thấy muốn lồi con mắt, thần sắc càng cổ quái, nhất là sau khi hắn nhìn thấy đại ác cẩu phụng hiến xong bò ra không rời mà lại nhảy vào tới lui cho tới hoàng hôn hôm sau, rõ ràng là đại ác cẩu này phụng hiến 7-8 lần. Cái này nhiều sinh mệnh bản nguyên phản tổ chi huyết như thế, người không muốn sống nữa sao? Chết tiệt, rốt cuộc người tiến vào ảo cảnh gì? Bạch Tiểu Thần hít một cái ngụm ngẩu khẩu khí, một phát chụp vào đầu đại ác cẩu, muốn tiếp tục lao vào Dục Thú Hoa, tranh thủ thời gian ném ra ngoài, vốn định uy hiếp một chút, chợt là nội tâm khẽ nhúc nhích. Bạch Tiểu Thần xoay chuyển lời dụ dỗ, ta biết rõ người có thể nghe hiểu gì ta nói, nói cho ta biết, lần sau nếu như người muốn phụng hiến, đừng có đánh đến ta, chỉ cần người bắt cái bích nhãn hắc miêu lại đây, ta liền cho phép người đi phụng hiến lần nữa. Chính lúc này đại ác cẩu khậm khiễng tính rời đi, nghĩ tới liền dừng chân, quay đầu ngó Bạch Tiểu Thần, quay đầu lại chạy đi. Khuya mấy hôm sau, đang lúc Bạch Tiểu Thần muốn ra ngoài tìm vài đầu chiến thú về, đột nhiên từ ngoài lầu các tiếng sủa chó quen thuộc